Xin chào mừng toàn thể quý vị đã quay trở lại với kênh YouTube Thái Học Toyota Tân Cảng. Cô chú anh chị ơi, hôm nay Thái Học xin phép gửi đến cô chú anh chị tất cả các dòng xe Toyota Tân Cảng đang chào bán mà đã hoàn tất xong gói Maruguri, có thể giao xe trong ngày cho cô chú anh chị ha. Thì bên Toyota Tân Cảng hiện nay cô chú anh chị đang có nhu cầu thu mua tất cả các dòng xe cũ của tất cả các hãng, đặc biệt là thu mua xe cũ đang bị vướng ngân hàng nè. Bên Hồng sẽ mang tiền đến, nhận cặp vẹt ra trước rồi cùng cô chú anh chị ra phòng công chứng làm hợp đồng mua bán sau. Thứ hai nữa là cô chú anh chị khi bán xe cho Toyota Tân Cảng Bình Học, cô chú sẽ được mua đất bán đoạn. Bình Học cô chú anh chị ủy quyền cho Bình Học và Bình Học sẽ có cái hợp đồng riêng, là Bình Học sẽ chịu hoàn toàn trách nhiệm về thời gian sau khi cô chú anh chị đã ký hợp đồng ủy quyền. Và cái thứ ba nữa là cô chú anh chị được Bình Học luôn là khách hàng tiềm năng, sau này cô chú anh chị có mua xe mới Toyota hoặc là mua xe cũ, cô chú anh chị sẽ được linh động giá hơn. Cô chú quý cô chú anh chị nào mà chưa giao dịch lần nào với Toyota Tân Cảng nha cô chú anh chị. Rồi thì để không mất nhiều thời gian của cô chú anh chị nữa, Thái Học xin phép mời cô chú anh chị cùng Học đi đánh giá qua tất cả các sản phẩm mà Toyota Tân Cảng đang chào bán. Và đầu tiên là mẫu xe Toyota Yaris được sản xuất vào năm 2019, xe đi 20.000 cây, mang biển số thành phố Hồ Chí Minh, có giá bán là 640 triệu đồng nha cô chú anh chị. Xe này nội thất da màu kem, trần màu đen, nồi ghế da đục lỗ zin theo xe. Còn đây là mẫu xe Honda Jazz 2018 đi 42.000 cây, mẫu RSDV là mẫu cao cấp nhất, mang biển số thành phố Hồ Chí Minh nè. Xe này màu bạc, nội thất da màu đen, có lẫy chuyển số thông minh, khởi động thông minh, hộp số CVT, động cơ 1.5, có giá bán là 540 triệu đồng. Chiếc xe này chạy rất là tiết kiệm nha quý vị, bền bỉ thì không thua kém về Toyota đâu quý vị ạ. Mẫu xe Toyota Yaris thì chúng ta sẽ có cụm đèn pha full LED. Rồi tiếp tục mẫu Vios, xe này được sản xuất vào năm 2018, đi 59.000 cây, mẫu Vios G có đèn bi và projector nè, đèn định vị ban ngày đây cô chú anh chị, mang biển số thành phố Hồ Chí Minh, có giá là 495 triệu đồng. Đây là mẫu xe Mazda 3 được sản xuất vào năm 2016, xe này đi 30.000 cây, có giá bán niêm yết là 535 triệu đồng. 51G dòm vô màn hình đó. Toyota Altis 2020 1.8G đi 18.000 cây, có giá bán là 720 triệu đồng. Xe màu đen, biển số tỉnh nha cô chú anh chị. Camry 2.5Q được sản xuất vào năm 2015, đi 83.000 cây, 840 triệu đồng. Xe màu đen nha quý vị, xe mang biển số thành phố Hồ Chí Minh luôn. Quy là bản cao cấp nhất nha quý vị. 2015 form mặt cười. Toyota Altis 2.0, xe 2010, đi 161.000 cây, giá chỉ 440 triệu đồng nha quý vị. 2.0 qua lại chuyên số thông minh, động cơ 2.0 rất là lanh, có lip body kit zin theo xe nha cô chú anh chị. Lại tiếp tục mẫu xe phân khúc D Toyota Camry, xe 2015, xe này đi 55.000 cây, có giá bán là 840 triệu đồng. 55.000 cây nha quý vị, xe đi cực ít luôn. Xe này màu vàng cát, mang biển số thành phố Hồ Chí Minh. Vigo 2019, xe này đi 25.000 cây, Vigo bản G, số tự động nha cô chú anh chị, đèn bi và projector nè. Xe này được sản xuất năm 2019, giá bán rất là rẻ, 360 triệu đồng, xe màu trắng nha cô chú anh chị. Ford kép, xe này học đã cọc rồi. Venza 2019, xe này đi 65.000 cây, ghế da màu đen, có đầu DVD, camera rear, bọc trần, lót sàn. Xe này có giá là 530 triệu đồng, xe 7 chỗ số tự động nha cô chú anh chị, xe nhập. Và đây là Vios G, xe này mang biển số thành phố Hồ Chí Minh luôn, 2018, xe này có giá là 510 triệu đồng. 505 triệu đồng, xin lỗi vậy, 505 triệu đồng ha. Cameraman nhắc. Nội thất da thì ghế da đục lỗ, màu kem zin theo xe. Khởi động thông minh, xe này học đã cọc rồi. Fortuner 2021, xe đi chỉ mới 35 km thôi quý vị, bản 2 cầu 2.8 mẫu 2021 là mẫu mới nhất, có đèn pin LED rất là đẹp nha các bạn. Hai xe này chủ xe chưa chạy ra ngoài đường đó quý vị. Có giá bán niêm yết là 1.458 triệu đồng, xe mang biển số là 86343, biển số cũng khá là ưa mắt đó quý vị ạ. Xe màu đen nha quý vị. Dạ còn đây là mẫu xe Innova E. Mẫu xe này hiện tại đang rất hot tại đại lý Toyota Tân Cảng, về là bán đây cô chú anh chị. Thì xe này là mẫu xe 2018, đi được 95.000 cây, có giá bán siêu rẻ 610 triệu đồng. Xe này mang biển số thành phố Hồ Chí Minh luôn nha quý vị. Rất phù hợp cho cô chú anh chị nào ở thành phố Hồ Chí Minh, chúng ta tiết kiệm được 20 triệu tiền biển số. Fortuner máy dầu số sàn 2019, xe đi 57.000 cây, mang biển số tỉnh, có giá bán niêm yết là 945 triệu đồng, màu bạc nha quý vị. Fortuner này hiện tại gần đây nhất là 3 chiếc mà mình học bán hết 2 chiếc rồi. Còn chiếc màu xám 720 triệu. Máy dầu số sàn 2016. Dạ còn đây là mẫu xe Toyota Altis bản 2.0V nha quý vị. Xe này đi được 40.000 cây, 2017, 710 triệu đồng mà cô chú anh chị. 710. Fortuner 2018 máy dầu số tự động, xe nhập nguyên chiếc nha quý vị, mang biển số tỉnh, có giá bán niêm yết tại lý Toyota Tân Cảng là 970 triệu đồng, 2018. Xe này có camera 360 độ, đầu DVD, Android, khung cách nhiệt, viền che mưa, ghế da đầy đủ cô chú anh chị ha. Còn xe này mẫu xe Toyota Tích 2016, xe này có khách học cọc rồi. Toyota Road thì không trụ nổi 3 tiếng đồng hồ, mới chào bán học đăng lên là có khách cọc cọc rồi. Chưa kịp quay cho cô chú anh chị luôn. Học cũng rất là mong là quay được cái clip của chiếc Xpander Road này, nhưng mà nguyên tắc của Học là khi mà Học bán rồi Học không quay. Học biết là quay cái xe này thì lượng view nó lên rất là cao, nhưng mà bán rồi thì sẽ không quay để cô chú anh chị đỡ mất thời gian, rồi không có gọi cho Học nữa. Rồi thì hiện tại thì Học đang có một chiếc xe mới về mà Học cũng đã làm clip đánh giá chi tiết rồi, Innova G 2016 cô chú anh chị. Xe đó chỉ 610 triệu đồng thôi. Innova G là mẫu xe số tự động, có bàn làm việc nè, rồi có hệ thống lạnh tự động nè, rồi xe đó thì đã có camera da, bọc trần, lót sàn, ghế da sẵn cho cô chú anh chị rồi. Bên Học còn hai chiếc Fortuner đó 2017 nè, số sàn máy dầu, xe nhập. Form mới đó quý vị, 2018 số sàn máy dầu cũng là xe nhập. Cô chú anh chị nào đang có nhu cầu, hai chiếc đều mà là màu bạc thôi cô chú anh chị. Cô chú anh chị nào đang có nhu cầu hãy liên hệ cho Học, hoặc là cô chú anh chị muốn đổi xe 4 chỗ lên 7 chỗ hãy liên hệ cho Học, và muốn đổi lên xe mới cũng hãy liên hệ cho Học để Học được thu mua xe cũ của cô chú anh chị, làm khách hàng tiềm năng của bên Học. Sau này cô chú anh chị giao dịch bên Học sẽ được linh động và giá hơn nhé. Vâng, và sau đây thì Học xin phép kết thúc video tại đây. Mong là cô chú anh chị nào đang có nhu cầu hãy gọi cho Học với số điện thoại phía bên trên màn hình 0901224668, hoặc là số điện thoại 0888224668, đó là phòng kinh doanh của Toyota Tân Cảng. Vâng, một lần nữa Học xin kết thúc video tại đây. Xin chào và xin hẹn gặp lại quý vị ở các video tiếp theo ạ. Xin chào.